Thưa quý vị, càng cận Tết, các nhà vườn trồng hoa lại thấp thỏm nỗi lo hoa ế ẩm do nhu cầu tiêu thụ thấp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Liên Chiểu. Với diện tích hơn 5.000 m², vườn hoa của anh Thái Văn Công tại phường Hòa Minh được xem là một trong những vườn trồng hoa treo, cây cảnh mini lớn nhất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Mọi năm thời điểm này, hoa của anh đã tiêu thụ được hơn một nửa. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, dù đã giảm số lượng, duy trì khoảng 40.000 chậu với 30 chủng loại để phục vụ nhu cầu trang trí Tết, thế nhưng sức mua tại vườn vẫn rất chậm. Chưa có năm nào như năm này là tình hình là hoa sản xuất ra nhưng mà tiêu thụ rất là ít cái lượng khách đến mua hoa cũng như cái thương lái đến đặt mua hoa. Thấp thỏm, lo âu cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà vườn, hộ kinh doanh hoa cây cảnh khi Tết đang cận kề. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sức mua giảm sâu, dù giá bán cũng tương đương so với mọi năm, thậm chí một số chủng loại còn giảm giá tầm 20-30% so với Tết Nguyên Đán năm ngoái. Hoa Tết năm nay thì cũng nhiều mẫu mã và nhiều màu sắc đa dạng. Giá cả thì ở đây cũng hợp lý thôi, hợp với túi tiền của người dân ấy. Nhưng mà có cái tình hình đầu ra của năm nay hơi khó khăn là do dịch, nên người dân cũng ít đi mua. Theo khảo sát của phóng viên, do lo ngại dịch bệnh và thu nhập bị ảnh hưởng nên nhiều gia đình cũng tiết kiệm chi tiêu dịp Tết. Càng cận Tết, nhu cầu mua hoa, cây cảnh mới có khả năng khả quan hơn. Năm nay nói chung là thời tiết là nó cũng không thuận lợi nhưng mà bông nó vẫn nở đều, đẹp. Rồi giá cả thì nó cũng là không đồng đều, bởi vì tùy lại chất lượng các loại bông, phải không? Thì tôi thấy cũng chấp nhận được. Vụ hoa Tết năm nay, nhiều nhà vườn chỉ mong thu hồi đủ vốn chứ chưa nghĩ đến chuyện có lãi. Đối với nhiều hộ nông dân ở Đà Nẵng, hoa Tết là vụ sản xuất chính trong năm, mang lại nguồn thu lớn. Thế nhưng năm nay, lại một năm nữa, người trồng hoa đứng ngồi không yên, lo lắng về đầu ra khi Tết đã cận kề.